Xin chào bạn, đây là con lens Laowa 7.5mm f2.0 cho ngàm. Nó thì sẽ có ngàm cho M43 và cho Leicam là của DJI á. Và con lens này thì con lens này cho Leicam, đó là máy bay không người lái á. Đây là lens của chúng ta. Thì bên ngoài hộp nó cũng chẳng có gì hết. Đó. À, lens màu đen ha. Cái hộp thì mình mở ra cho các bạn xem. Thì con lens mình đã lấy ra rồi, mình chỉ cho các bạn xem cái hộp trước như vậy. Và bên trong á thì sẽ gồm một sách hướng dẫn sử dụng như thế này. Và con lens được bọc trong một cái túi như thế này đây. Truyền thống của Laowa rồi. Bên mình thì cũng đã làm clip mở hộp nhiều con lens của Laowa rồi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của nó nhé. Sách hướng dẫn và giới thiệu sản phẩm của nó thì cũng có tiếng Anh cho các bạn luôn, rất là đơn giản và dễ hiểu. Và đây là phiên bản dành cho Leicam nha. Phiên bản dành để phân biệt với phiên bản Leicam á, với là phiên bản cho máy ảnh ngàm M43 thì ngàm cho Leicam á là máy bay á là nó sẽ viền nó màu đỏ, còn cho máy ảnh máy quay phim á là viền nó màu xanh dương. Như thế này, mình sẽ để hình ở đây ha. Và nó sẽ có cái hút như thế này đây. Đây, mình cho các bạn xem. Đây. Tiêu cự của nó là 7.5mm. Là rộng nhất thế giới, không méo dành cho ngàm M43. Khẩu độ lớn nhất là F2.0, bé nhất là 22. À, mình quên nói cái tiêu cự 7.5 này. Trên ngàm M43 nếu mà quy chiếu về full frame là bằng 15mm của full frame nha. Cho góc nhìn á là 110 độ. Nó sẽ gồm là 13 thấu kính chia làm 9 nhóm ha. Khoảng cách lấy nét gần nhất là 12cm mf. À, và mình nói luôn là cho máy bay á thì nó sẽ chỉ là 150g thôi. Ở đây ghi 165g á là bao gồm luôn hút nha, là thêm 13g. Cho ngàm máy ảnh á thì nó sẽ là 200g. Đây là con lens của chúng ta. Mình thì mình không có máy bay để mình gắn lens vô cho các bạn xem. Mình chỉ cho các bạn xem hình thức của con lens nó như thế nào thôi và quảng cáo á. Và bên mình quảng cáo luôn là lens này được tài trợ bởi 7 Artisan Việt Nam ở đây ha. Và số điện thoại của mình để ở đây, nếu các bạn nào muốn mua các lens của Laowa thì bên mình cũng sẽ có những order về cho các bạn luôn. Giá phải nói là rẻ nhất Việt Nam và có trả góp cho các bạn. Và cũng có thể miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn. Đây là khi mình gắn cái hood vô ha. Đây. Lens làm bằng hoàn toàn bằng kim loại nha, kể cả cái hood cũng bằng kim loại luôn, nhưng mà chỉ nặng có 163g là luôn hood, 150g á là cái lens. Rất là nhẹ. Và con lens này thì sẽ dành cho DJI Inspire X5 thì phải, mình cũng không nhớ chính xác. Mình sẽ để cái tên ở đây cho các bạn xem. Rồi, ok, nếu các bạn nào muốn mua thì liên mua hàng được miễn phí vận chuyển và trả góp ở bên dưới. Số điện thoại mình ở đây. Và nếu các bạn muốn cần tư vấn thì số điện thoại ở đây. Và bay bên mình cũng để ở bên dưới luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.